Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Thì nhân dịp năm mới, chúc sức khỏe các anh, các chị đã xem và ủng hộ kênh trong thời gian qua, và mong rằng tiếp tục ủng hộ. Chúng ta hôm nay địa bàn đến là Trà Nóc, chỗ nhà anh Sáu đã giao lưu. Rồi xin mời. Rồi em chào anh Sáu ơi. Rồi chào anh Hoàng ơi. Dạ. Rồi hôm nay đầu năm cũng lời nói đầu tiên chúc anh em trong đất nước mình mạnh khỏe. Dạ. Và làm ăn phát đạt nha, tấn tài, tấn lộc. Rồi năm mới vui vẻ ha. Dạ. Rồi. Dạ, vui vẻ bên gia đình nha. Rồi, rồi. Ok, chúc sức khỏe. Hôm nay em cũng mở khai trương clip đầu tiên. Rồi. Dạ, 19 cây mai với 10 cái khế gân, mong anh em ủng hộ. Rồi vậy là xin mời anh. Vậy là đầu tiên mình là mai vàng anh. Mai vàng anh. Mai số 1 thằng thằng 12 con giáp mà này tới 15 con giáp luôn nha. 15 giáp luôn. Dạ này thú không à. Thú. Dạ. Rồi đầu tiên cho xin tròn vòng cái anh ơi. Cây số 1. Rồi số 1. Tròn vòng luôn. Mã số 1 nha mấy anh. Mã số 1 là thú này không biết con gì nha anh em. Coi nó vui nè, con mai vàng lắm nha. Kiếm cái cây gì nữa cho kìa. À, thú nè, đuôi nở không nha anh em. Đầu năm nuôi mấy con đít nở này là nở luôn đó. Dạ. Rồi, mã số 1 này cho thông số luôn rồi. À, cái này được 27 nha anh em. Rồi, 27. Cao là 33. 33. Dạ. Cái mình nó dài nè. Mình nó dài là 24 nha anh em. 24. Rồi cây số 1 này là có giá là 2,5 triệu nha anh em. 2,5 triệu phí ship sao anh ơi? Ship bao toàn quốc luôn. Rồi bao toàn quốc luôn. Dạ chỉ có cây tàn làm bao là 200 km à. Rồi ok. Dạ. Vậy là mã số 1 2,5 triệu. Rồi đổi luôn. Số 2. Số 2 là cũng là một con thú nữa nha anh em. Nằm dài ường luôn đó. Thú này thú nằm không á. Dạ. Thú này là con nào nó cũng có đuôi hết trơn. Rồi, như vậy là cho thông số số 2 phải không anh? Này dạ, số 2. 2 nha. Dạ. Số 2. Đây là hình thú không nha anh em? Rồi, thú luôn. Rồi, mã số 2 thông số luôn rồi. Phôi mai vàng. Mai vàng. Phôi mai vàng. Là 24. Rồi, 24 anh ơi. 24. Dạ. Cái mình thú nó dài là cũng 24 luôn. 24 luôn. Dạ. Cao thì nó được 20. Rồi mã số 2. Mã số 2 này cũng có giá 2,5 triệu nha anh em. Rồi cũng miễn phí ship luôn mấy anh ơi. Dạ bao toàn quốc luôn. Rồi đổi luôn. Dạ. Số 3 lên. Đây là số 3. Đó, số 3 là thú cũng quay đầu đẹp lắm nha anh em. Mã số 3 nha mấy anh. Là mình ú nu không à, thú không à. Dạ. Phôi mai vàng. Số 3. Số 3. Mai vàng cũng hình thú luôn. Thú luôn. Rồi cho thông số em số 3 luôn ơi. Là được 21. Rồi 21 anh ơi. Dạ. Mình thú chạy dài cũng là 20 nha anh em. Rồi 20. Cao có đuôi rồi luôn rồi. Rồi cao được 24. Rồi 24. Dạ. Mã số 3 này có giá là 2,3 triệu nha anh em. 2,3 triệu. Dạ bao ship. Bao ship thì còn ship toàn quốc luôn. Rồi toàn quốc luôn. Rồi đổi luôn. Rồi rồi. Được rồi. Đó. Rồi số 4. Số 4 là cũng thú luôn, quái số luôn. Luôn. Thú này dữ luôn. Rồi nè nó dòm nó giống cái con gì á. Mã số 4, phôi mai vàng mấy anh ơi. Rồi mai vàng luôn. Rồi cho thông số em số 4 luôn này. Số 4 luôn. Là 24 hoành thân nha anh em. Rồi 24 hoành thân. Dạ. Mình nó dài, con này mình nó dài thì cũng được 20 luôn. Rồi 20. Dạ. Cao thì 38. Cao 38. Rồi dạ. Cảm ơn anh. Rồi mã số 4 này có giá. Rồi. Là 2,3 triệu nha anh em. 2,3 triệu mã số 4. Dạ. Phí ship miễn phí. Rồi đổi luôn. Rồi, rồi số rồi, 5. Số 5 cũng lần thú ngồi nữa nha anh em. Số 5 mấy anh ơi. Dạ số 5 thú ngồi chia cành đầy đủ luôn nè. Anh em về mau chơi lúc. Số 5, số điện thoại là 077 581 2944 nha. Rồi. Số Zalo cũng số đó luôn. Mong rồi. Anh em ủng hộ, cảm ơn anh em rất nhiều. Anh Sáu Trà Nóc. Dạ. Phí ship miễn phí nha mấy anh. Dạ, bao ship miễn phí.
Rồi đây là cây mã số 5. Mã số 5. Rồi thông số thú ngồi rồi nha anh em. 22 hoàn thang. Rồi 22. Cao. Cao là được 29. Rồi 29. Rồi cây số 5 này có giá là 1.700.000 nha anh em. 1.700.000. Yeah. Mã số 5. Rồi số đổi 5 luôn. Rồi số 6 lên. Số 6 này là cũng là thú nữa nè. Đó. Mã số 6 nha men. Dạ thú với quái mà. Dạ. À. Rồi đuôi nó có đầy đủ nè, chi cầm đầy đủ chân nè. Dạ. Anh em dễ chơi. Chân cẳng giò nó đầy đủ chân á. Thú này thú ngồi luôn nè. Thú ngồi luôn. Cây số 6. Số 6, rồi thông số luôn nè. Là nó được 23 nha anh em. Rồi 23. Cao là 29. Rồi cái mình nó dài nè, mình nó dài được 20 luôn. Rồi cảm ơn anh. Rồi cái này cây số 6 có giá 1.900.000 nha anh em. 1.900.000 mã số 6. Rồi đổi luôn, đổi luôn, đổi luôn. Rồi số 7. Cây số 7 này nè, nó quái nha anh em, nó ngồi nguyên một củ nè, giống như trâu nước như nè. Số 7 lạ quá. Đó, trời cái nè, cái lẫy lưng á nè. Cây này là có đuôi luôn nè, chia cành đầy đủ, anh em về ghép dễ chơi lắm. Cây này nó quái lắm nha nè, nguyên cũ nguyên bệ nè. À. Cây này nếu mà mình đo cái cũ mà đo cái cành này thì nó rất là nhỏ, nhưng mà ở đây nó có một cái thẹo nha anh em, để gì chỉ cho anh em. Cây à, giờ đo cái tực nhỏ này thôi đi. Rồi đo tực nhỏ này 14 đi. Rồi 14 mấy này. Cái này là chỉ đo cái tược thôi, chứ còn cái này nguyên cũ nó quái rồi. Dạ, cao. Cao được 39. Cao 39. Dạ. Còn cái cũ này nó chạy dài nó là 29 nè. Rồi 29 mấy anh ơi. Dạ, là cây này cây số số 7 có giá là 2.500.000 nha anh em. Mã số 7 2.500.000. Dạ 2.500.000. Miễn phí ship, rồi đổi luôn. Bao toàn quốc luôn. Rồi số 8. Dạ, số 8 này là cũng là con thú ngồi luôn. Số 8 nha men. Đó. Thú ngồi mà chân số, đầy đủ nha anh em, chi cầm đầy đủ luôn. Anh em chơi về dễ ghép, có đuôi có đồ hết trơn luôn. Cây nào cũng có cái tử đuôi sao hết. Đầy đủ hết. Dạ. Mã số 8. Rất là đẹp nha anh em. Rồi 22. Rồi 22. Dạ này thú ngồi luôn. Chiều cao. Cao là 39. 39. Dạ, 39 đọt nhỏ này nha anh em. Dạ. Dạ. Còn cái mình nó chạy dài là 20. Rồi 20. Dạ. Cây số 8 này có giá 1.500.000 nha anh em. 1.500.000. Rồi phụ đổi luôn em ơi. Đổi luôn. Rồi số 9. Số 9 này nguyên một con thú nằm dài ường luôn nha anh em. Quá số trời đẹp. Số 9 nha men. Cầm đầy đủ luôn. Mã số 9. Nó bè ra nè, giò cẳng nhóc giò hết trơn nuôi rồi, có đầy đủ nha anh em. Mã số 9 phôi mai vàng. Số 9. Bao quý ship, rồi tổng số luôn rồi. Rồi 23. 23, rồi. Dạ, cái mình nó dài là 28 luôn nha anh em, gần rồi, 29 luôn nè. 29 luôn. Đó. Cao. Cao nó là 29. Rồi 29. Rồi có giá là 2.200.000 cây số 9 nha anh em. 2.200.000 mã số 9 mấy anh ơi. Rồi phụ đổi luôn. Rồi số 10. Số 10 này là một con thú ngồi nha anh em, có đuôi nè. Đây là ngắn giò đầy đủ nha anh em. Mã số 10 mấy anh ơi. Số 10 cũng là thú ngồi nha anh em, đuôi đầy đủ hết trơn luôn. Rồi thông số của em này luôn anh ơi. Số 10. Rồi là 24 hoàn thang nha anh em. Rồi 24. À, đo coi cái chiều dài nó được 24 luôn nha anh em. Rồi 24 luôn. À, cao. Chiều cao 24 luôn. Rồi. Rồi này nguyên cục vàng 24 không nha anh em. 24 không. Dạ. Rồi mã số này mã số 10 có giá là 1.900.000 nha anh em. 1.900.000. Dạ. Rồi số 10. Bao phí ship đổi luôn. Rồi à, 11. Cái con này nó cũng là rất là đẹp nè. Có đuôi rồi nó dẫm nó quái ra nè. Cục cục lên. Mã số 11 nha anh em. Thú nè, mã số 11. Nó này nguyên một con thú nha anh em. Đuôi đồ rễ đồ đầy đủ cho. Rồi, tròn vòng luôn. Quái đẹp lắm. Tròn vòng luôn. Mã số 11. Mã số 11. Rồi thông số luôn rồi.
Rồi là 20 hoành thang. Rồi 20. Còn chiều dài có nó được 25 nha anh em. Rồi 25 đấy luôn đuôi. Yeah. Cái này có hai giò trước bự lắm nè, hai giò nè. Giò sau đầy đủ luôn. Cao được 20 nha anh em. Rồi 20. Đó, đuôi nó cục cục đẹp lắm. Rồi, rồi giá đây, luôn ơi. Mã số 11 mà có giá 2,5 triệu luôn. 2.500.000 mấy anh ơi, miễn phí ship đổi luôn. Yeah. Rồi 12. Đó, 12 cũng là thú ngồi nữa. Mã số 12. À, thú không nha anh em. Nó đẹp lắm. Đấy là coi mai vàng nha mấy anh. Mai vàng không? Rồi, xin nhắc lại. Rồi thông số của em luôn. Rồi được 23. Rồi 23. À, cái mình dài được 22. 22. Chiều cao. Cao 19. 19. Dạ. Rồi mã số 12. 2 này có giá 2,2 triệu nha anh em. 2,2 triệu mấy anh ơi, miễn phí ship. Dạ. Rồi đổi luôn. 13 này là cái này thú nằm vàng á, cũng nhóc chân chân nha. Rồi tới số 13 mấy anh ơi. 13 là thú nữa đó. Mã số 13. Dạ. Cây này là thú anh em chơi bonsai là nghĩ để trên chậu mini nè. Mã số 13 nha mấy anh. Yeah. Rồi, hoành thang nó được 19. Rồi, 19. Nguyên cái lưng con thú dài này là nó 21. Rồi, 21. Cao luôn. Cao được 19. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi, chọn rồi số 13 có giá 2,3 triệu nha anh em. 2,3 triệu. Dạ. Yeah. 2,3 triệu. Rồi, đổi yeah luôn. Rồi tiếp theo. Rồi cây mã số 14 là mã cũng là con thú luôn. Đó thú nè, ngồi đó. Giò cẳng đầy đủ nha mấy anh. Đuôi rồi hết trơn luôn. Mã số 14 nha mấy anh. Rồi thông số luôn ơi. Rồi được 17 hoành thang. Rồi 17. Dạ. Thú chạy dài cái mình nó dài này là được 20. 20. Cao 15. Cao 15 luôn. Rồi có giá, giá là 1,5 triệu nha anh em. 1,500,000 nha. Rồi, mấy anh. Mã số 14. Rồi miễn phí ship đổi luôn, đổi luôn. Rồi 15. Đó 15 là một cái con quái nha anh em, cởi giò cẳng nó đi nè, ngồi giống con gì không biết con gì nữa. Mã số 15 mấy anh ơi. Dạ, số 15 này quái lắm nha anh em. Cũng mai vàng nha anh em. Mai vàng luôn. Rồi thông số luôn ơi. Rồi thông số đây. Con này là thú quái luôn là 22. 22, dạ. Yeah. Mình nó chỉ xây dựng tròn tròn nó là 20 đi. Rồi 20. Cao. Chiều cao nó là 32. 32. Mã số 15 này là có giá 1,9 triệu nha anh em. 1,900,000 mấy anh ơi, 15. À, 15. Miễn phí ship. À, rồi đổi luôn. Ship đâu toàn quốc luôn. Đổi luôn, đổi luôn. Rồi 16 là một cây quái nha anh em. Rồi tới 16 anh ơi. 16 là cây, một cái cây đế nó quái lắm. Đế dữ lắm, đế nè, đặt quái luôn. Đế là quái cũ, cây nhỏ mà cây cũ dễ bành 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 quái lắm nha anh em. Cây mai vàng nha anh em. Rồi thông số của em này luôn anh ơi. Dạ, cái này là nó được 19 à. Rồi 19. Cao từ cái bộ rễ lên nha anh em là 44. 44. Rồi còn rễ nó xổm lên luôn là mình kể về là được 57 nha anh em. Rồi 57. Nguyên cái bầm mình bầu rễ luôn. Rồi nó 100 chẳng nha anh em. Rồi 100 chẳng mấy anh ơi. Mã số này mã số 16. Rồi, có giá là 2,2 triệu nha anh em. 2,200,000 mã số 16. Yeah. Rồi miễn phí ship đổi luôn mấy anh ơi, đổi luôn, đổi luôn. Rồi 17. Khá cao ha. 17 là cây mai này xù nha anh em, mà này cũng mới lên xù, chỉ cầm đầy đủ nha anh em. Rồi mới lên xù. Mã số 17 mấy anh ơi. Đây nguyên cục xù nữa nè. Đâu đâu anh? Nó lên nguyên cục xù này nè. Đâu gái nè, lên nguyên cục xù nè. Rồi. Rồi nắp trên này đã lên trên nè. Rồi cái này là mới phát xù à. Rồi. Xây nhẹ nhẹ lên ơi, xây luôn, xây luôn. Rồi. Cái này mới phát xù lên, xù nắp với xù cục à. Mới xù lên 22 thôi.
Mã số 17 nha mấy anh. Dạ 17. Mã số 17. Rồi anh kéo giùm em cái chiều cao thử bao nhiêu anh ơi. Chiều cao như hết cái thước đi. Chiều cao là hết thước mấy anh ơi. Dạ cái 1m4 đi. Chiều cao mấy chắc anh đi. Dạ 1m4 chiều cao. Thân nó được là 31 nha anh em. Rồi thân 31. À, mã số là mã số 17 có giá là 3,5 triệu nha anh em. 3,5 triệu mấy anh ơi, mã số dạ. 17. Chi cành đầy đủ luôn nha anh em. Xù lai gai à, chứ không có xù nhiều. Rồi phụ đổi luôn, 17 xuống. Rồi 18 lên. Mã số 18. Thôi bạn quay trên nữa được không? 18 này là một cây xù nhiều lắm nha nha. Xù này là 80% nha nha. Mã số 18 này là xù nhiều mấy anh ơi. Coi mai xù. Nó dốc ngọn luôn nè. Không có một thẹo nha nha. Vì tại đấy là tay nhắm không à. Lên tới đây là ngọn còn bằng bự như tay cái chút xíu. Dốc ngọn luôn, không có một thẹo luôn nha nha. Lên gai, xe nhẹ nhẹ đây. Cây này là xù dữ lắm xù rồi đó. Kéo dữ lắm kéo. Chỉ còn hai tắc nữa là 80%. Trên đi xuống rồi dưới này nó cũng đi lên này nè, mà dưới này đang đi lên hết trơn này nè, nó đang xù chảy dữ lắm, chảy này là xù chảy nha nè. Rồi tròn vòng luôn ơi, xù chảy. Xù này vót ngọn anh em chơi là sau này là có giá trị lắm. Rồi cho xin chiều cao cái nơi, chiều cao nhiêu ạ? À? Chiều cao là 1m24. Rồi 1m24 nha mấy anh. Quanh thân nó là được 38 này nha anh em. Rồi 38 chiên vị trí này cho anh em tham khảo. Dạ 38. Rồi xây luôn ơi. Dạ. Cái này là mã số 18. Có giá là 19 triệu nha anh em. Rồi phôi mai xù có giá 19 triệu mấy anh ơi, miễn phí ship luôn. Bao ship toàn quốc luôn. Bao phí ship luôn. Rồi như vậy là cái tiếp theo. Dạ, tiếp theo là cái gì? Cái này là 18 đúng không anh? À 18. 18. Rồi tiếp theo. Chính là cái khí găng nha. Rồi 19. Rồi tiếp theo là phôi khí găng mấy anh ơi. Khí găng chi cầm đầy đủ nha anh em. Cây nó đẹp không? Cây thì mạnh khỏe là nha anh em. Tâm đầu luôn. Ok. Chi cầm có luôn. Rồi là được 26 hoành thân. Rồi 26. Dạ. Yeah. Chiều cao. Cao là 78. Rồi 78. Yeah. Ok. Rồi cây mã số 19. 9. Số 19 giá triệu rưỡi nha anh em. 1,500,000 cái gân mấy anh ơi. Dạ cái gân bao ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi như vậy là đổi luôn. Rồi 20. Mã số 20. Để dưới đó. Mã số 20 nha mấy anh. Dạ 20 là một cái khế rất đẹp nha anh em, dáng chực mà lắc nha anh em. Rồi tròn vòng luôn ơi, tròn vòng luôn. Cầm đầy đủ luôn. Mã số 20 mấy anh ơi, khế gần. Cây dáng đẹp lắm nha anh em. Rồi thông số luôn ơi. Rồi em đo cái chiều cao trước đi. Rồi kéo chiều cao. Chiều cao 1m15. Rồi 1m15 mấy anh ơi, chiều cao. Còn cái thân thì 36 nha anh em. Rồi 36. Dạ. Dạ. Tròn vòng luôn ơi. Rồi mã số này là mã số 20 có giá 2,5 triệu nha anh em. 2,500,000 phôi khế gân mấy anh ơi. Dạ khế gân bao phí ship toàn quốc luôn. Cây này già với lóng già rồi nha nha. Rồi tiếp theo. Rồi 21. Rồi 21 là cũng là cây khế gân luôn. Rồi tròn vòng luôn ơi. Dán ấy nha nha. Dán nghiêng nha, dán xiên nha nha. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Đẹp lắm nha nha. Cây này khỏe mạnh nha nha. Đó, nó lên rồi. Đây. Không có ấy. Rồi
Rồi chiều cao. Cao nó là 70 đi. Rồi 70. Được 26. Rồi 26 anh ơi. Rồi cây số 21 này có giá 1,5 triệu nha anh em. Rồi 21 khá gần, 2,5 triệu mấy anh ơi. 1,5 triệu. 1,5 triệu hả? Dạ. xin lỗi. À. Mã số 21 khá gần 1,500,000. Dạ. Miễn phí ship. Rồi đổi luôn. Rồi 22. Mã số 22. Cũng một cây khí gần luôn. Rồi cho tròn vòng trước cái này, tròn vòng luôn, xoay luôn. Để đặt hết trơn. Khế gân nha mấy anh. Chi cành có luôn. Mã số 22. Rồi, thông số luôn, 22. Đo cái chiều cao trước đi. Rồi, cho em xin chiều cao luôn. Chiều cao đó là 1m3. Rồi, 1m3 mấy anh ơi. Dạ. Anh nó được là 38 nha anh em. 38, rồi, cảm ơn anh. Tròn vòng luôn đó. Mã số 22 này có giá 2,5 triệu nha anh em. 2,500,000 mã số 22. Dạ, 22, số cái khí ăn luôn, chia cành tay quay nhạo không nha anh em, đẹp lắm. Rồi, phụ đổi luôn mấy anh ơi, phụ đổi luôn. Rồi, 23 lên. Tiếp theo, 23. Ba. Rồi. Mã số 23. Rồi tròn vòng luôn ơi. Là khế gân luôn nha nè. Mã số 23. Tay nó đầy đủ hết trơn luôn. Rồi thông số của em này luôn anh ơi. 23. 29. Rồi, 29 mấy anh ơi. Chiều cao. Cao 90. Chiều cao là 90. Rồi. Dạ. Số 23 này có giá là 1,5 triệu nha anh em. 1,500,000 xây. Dạ. Luôn ơi, xây bao ship luôn, toàn quốc luôn. Bao quý ship cho men luôn. Dạ. Rồi, phụ đổi luôn, 24 lên. Mã số 24. 24 này cũng là khế gân luôn. Khế gân tiếp tục mấy anh ơi. Cây này quá nhìn nè. Đó, đế nằm nè. Cây này quá luôn. Giống người quái, giống người thú. Rồi, xin chiều cao của em luôn. Chiều cao đó là 82. Rồi, 82, cái gân. Hoành thân của nó là được 23. 23, rồi, yeah. Ok anh, cảm ơn. Xoay rồi, luôn. Cây số 24 này có giá 1,2 triệu nha anh em. 1,200,000 mấy anh ơi. Dạ, 1,200,000. Rồi đổi luôn. Tiếp theo 25. Mã số 25. 25 một cái dáng này dáng nhưng mà cây gắt dài nha anh em. Rồi cho em xin tròn vòng luôn ơi. Mã số 25 cái gân mấy anh ơi. Cái gân. Rồi xin thông số em này luôn anh ơi. Chiều cao. Chiều cao là 83. Chiều cao 83, rồi. Yeah. Được 3, hoàn thành được 31 nha anh em. Rồi 31. Rồi cây số 25 này có giá 1,5 triệu nha anh em. 1,500,000 25 anh ơi. Yeah. Phí ship miễn phí. Rồi đổi luôn. Rồi cảm ơn. Tiếp theo 26 mấy anh ơi. 26 này cũng là khế gân anh em, quái luôn nha anh em. Rồi cho em xin tròn vòng trước đi anh ơi. Rồi xây tròn vòng luôn. Mã số 26. 26 này là quái thú luôn. Rồi thông số của em này luôn. Chiều cao. Cao là 64. 64, rồi. Yeah. Cái hoành chắc đó mẹ ngay cổ này đi, khế nè. Rồi là 22. Rồi 22 mấy anh ơi. Yeah. Xây luôn ơi, xây tròn vòng luôn. Yeah, cây này là có giá 1,2 triệu nha anh em. 1,200,000. Yeah. Mã số 26. Số 26. Rồi đổi luôn. Rồi 27.
mã số 27. Dạ, 27 là cũng khế gân nữa. Tiếp tục là khế gân nha mấy anh. Mã số 27. Rồi, chiều cao thử anh ơi, chiều cao. Chiều cao là 86. Rồi, 86. Quầm nó được 25. Rồi, 25 luôn anh ơi. Rồi, cây này là mã số 27 có giá 1 triệu chẳng nha anh em. 1 triệu đồng mã số 27. Yeah. Rồi, đổi luôn. Rồi, cây này quá trời dữ rồi. Rồi. 28. Rồi, mã số 28 cái gân mấy anh ơi. 28 là cái khế gân nha anh em. Rồi rồi, cho em xin tròn vòng trước anh ơi. Cầm đầy đủ luôn, đế khủng luôn. Khế gân luôn mấy anh ơi. Cái dáng là đẹp nha anh em. Đây, chi nó đầy đủ chân đế đẹp luôn. Chi cành quá dữ. Dạ. Yeah. Rồi, thông số của em luôn. Chiều cao. Cao 1m3. 1m3. Rồi, ok anh. Hoành nó được 50 nha anh em. Rồi, hoành 50 mấy anh ơi. Đo vị trí này nha anh em. Dạ, dạ. Nhiều khi anh em nói ấy. Mình rồi. Đo là, vị trí này là được 50. Rồi, vị trí đo hiện tại. Rồi, 50. Tròn vòng đi. Xoay đi. Mã số 28 này có giá là 3 triệu rưỡi nha anh em. 3.500.000 khế gân mấy anh ơi. Dạ, khế gân bao xếp đầu bắt luôn. Miễn phí ship luôn. Dạ. 3.500.000. Dạ, còn hai còn cây số 29 là cây mai vàng cuối cùng nha anh em, mai tàn nha anh em. Rồi, ok. Đó, cây mai tàn. Đây chi tàn. Để sẵn ở trên nha anh em. Cái này là chỉ bao xếp là chỉ có 200 km thôi nha anh em. Vậy là 200 km thôi. Dạ, cái này còn ngoài nữa là thương lượng. Tại rồi. Vì cái này là chuyển đi xa đó, tại vì cây cái tàn á chiều cao nó khoảng cao khoảng nhiêu anh? Khoảng 2m9. Chiều tàn chiều ngang đó là rộng chiều ngang này nó là 2m5. 2m5 độ rộng. Độ rộng. Dạ. Chiều cao 2m9. Cao 2m9. Dạ, cây này nó có lên xuồng nha anh em. Có xuồng luôn. Mấy vàng thù nó lên cục kia nè. Khoan. Đâu đâu anh chỉ nè. Mấy này là xù nó chảy nè, mấy cục nè, vòng vòng đây là chảy nè. Chỗ tay anh chỉ đó ha. Dạ, mấy cái này là có lên xù hết trơn nè. Gần đấy gì nè. Rễ là rễ bắp không nha nha. Rễ bắp bự không nè. Để đo cái này cho anh em tham khảo đi. Giờ đo sát cái hoành thanh nó gì đi nha anh em. Dạ. À, đo sát cái đế này dưới gì nè là đế được 51 nè. Rồi 51. Dạ, còn đo nguyên cái dàn cũ đặt nha anh em. Nguyên cái dàn cũ đặt này là tất nhiên là nó là được 92 nha anh em. 92 mấy anh ơi. Dạ. 92 rồi, dạ, ok. Cũ đặt á chứ không đo tới rễ ngoài đó. Rồi, chỗ đó là 92. Dạ, 92. Nhiều vị trí khác nhau. Dạ. Này lên xùi lắm, rễ nó cũng lên đó. Rồi, cây này là bao xếp là 200 km là giá 35 triệu nha anh em. 35 triệu 200 km nha mấy anh. Dạ. Rồi, tổng thể các mấy anh ơi. Đây. 35 triệu 200 km. Cây này lên xù nhiều lắm. Dễ là bốn phía nào cũng đều hết. Dạ. Đúng không? Đấy. Đấy không mặt nào mà trống chân. Mấy này là muốn lên xù nè. Đấy, dễ này lên xù chân rồi nè. Có xù. Mấy này có xù lên hết trơn rồi nè. Lên vòng 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 và lên vòng 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 lên vòng vòng nhiều lắm. Dạ, đế là bên đây cũng là có dễ nha. Bên đây vẫn là có bắp không nha, chứ không có giống nha. Dạ. Rồi, em này là 35 triệu 200 km nha mấy anh. Yeah. 200 cái số.
Đó, sù nó lên luôn đó, kéo lên đây luôn nè, mặt này kéo nguyên cục luôn này nè. Chỗ ta anh chỉ ha. Là cái này lên dễ bóc không. Cây này dốc ngọn thôi anh em, không có hẹo nha anh em. Rồi các em toàn là mã số mấy vậy anh? Mã số này là mã số 29. 29. Mã số cuối cùng 35 triệu. 35 triệu. Chi tay đầy đủ luôn. Vì đây là cuối video rồi, cho là chào bà con các em. Chào bà con, chúc bà con một năm mới mạnh khỏe. Rồi. Rồi giàu sức khỏe. Rồi, thay mặt bà con cảm ơn Sáu nhiều. Dạ. Và hẹn gặp lại. Dạ. Tạm biệt luôn, chúc sức khỏe anh. Mến chào tạm biệt. Thank you.